Bắn này bao lâu lành chị? 3 ngày lành liền á, bắn là xong lành liền, nhưng mà 3 ngày mới bong mài ra nha. Nhưng mà thì mình không có rửa mặt. Rửa mặt bình thường nhẹ nhẹ thôi, từ 3 đến 7 ngày có một thì có một 3 ngày nó bong, có một có tới 7 ngày nó bong. Nói chung là tùy theo cái nốt sâu cạn, nhưng mà một tuần là sẽ dứt điểm hết. Sau đó mình tiếp tục bôi thuốc nữa là nó 100% không để lại. Sẽ em thấy bạn làm rồi đó, nên biết đó. Rồi em chân sau á bé, tại vì khi mỗi lần chị lao đi là chị nhìn thấy cái chân của nó nằm hơi sâu hơi sâu hơi sâu. Chưa gần lại một miếng để thấy cho nó rõ tường tận hơn một tí xíu. Hello Sen Vũ, có trị nám em nhé. Đang giảm giá sốc luôn nha quý vị. Hello chị yêu Tuyết Hải, lâu quá không thấy ra em chị. Đang giảm giá đến ngày 5 tháng 5 nha. Ai chưa đi làm thì tranh thủ nha hôm. Mặt này là 3 triệu, giảm chỉ còn 1 triệu thôi nha quý vị. Đây là mụn thịt nè nha, cục chị đang bắn là mụn thịt đó.
da trắng sáng, mịn màng. Có mấy cái đốm đen này nó cản mặt tiền quá thì thôi ạ. Làm hết cho nó đẹp. Một rùi này là một rùi duyên. Màu xích cho đây một chút, cẩm thành cẩm ly. Thấy ca sĩ cẩm ly có một rùi này không? Giờ chị cho em chọn, em chừa một này lại hay em chừa một này? Hai bộ đó đều đẹp hết, sẽ bỏ một mục và lấy một mục. Em chọn một nào, theo chị chừa một này lại bắn một này dục đi. Sao, thấy sao? Chị nghĩ 1 phút 30 giây. Có đau không cưng? Không có đau nha quý vị. Khách nói đó ha. Có đau không cưng? Không, không chị. Đó, thấy không? Có ủ tê cho nên không có đau nha cả nhà nha. Bắn dưới ha. Rồi, ok. Tại vì hai một rồi đều có duyên hết, không phải mình chỉ chừa một thôi. Chứ mình chừa hai, hai thì thấy kỳ lắm. Em tự nhiên mệt quá rồi. Nghe nó tê tê. Không có đau. Không có đau. Lúc đầu là tâm lý sợ thôi đúng không? Ca này toàn mặt là 3 triệu, giảm còn 1 triệu nha quý vị. Đang giảm giá từ nay cho đến hết, cho đến hết ngày 5 tháng 5 nha. Tranh thủ nha bà con. Quý khách thương em, làm ơn làm phước tới làm, đừng có hối, đừng có la, đừng có rầy. Vì một cái khách đông quá giờ không hết, la quá khổ quá đi mà. Nghĩ em nghĩ thứ ra sát bên đây mà không có thời gian làm, chất lượng không có thời gian làm, đi làm chi xuống tới Sài Gòn cho nó xa xôi cho nó mệt mỏi mà lại trúng chỗ không chất lượng nữa. Đúng không? Đúng rồi. Thôi, hết rồi. Mình là làm nhờ tiếng lành đồn xa. Bé này là bạn đã làm ở đây rồi, đẹp rồi, không để lại sẹo, thì bé này mới đến đây làm. Đây là nhờ lời giới thiệu của bạn bè. Đúng không? Ừ. Xin giới thiệu với quý vị, đây là bà chủ quán trà sữa gần đây, nhưng mà không có nói tên. Nè, mụn này đau nè. Đúng không? Ừ. Không có thuốc tê đó, nó khác không? Không có thuốc tê cảm giác nó khác có khi có thuốc tê đúng không? Đó, thấy sao? Thấy khác làm sao? Tôi hiểu. Nó rát, nó châm chích hơn là cái có thuốc tê đúng không? Cái nào cái này lành lại xử lý hết mấy cái đốm này đi cơ. Mấy cái mà giống như là nám vậy nè. Cái đó làm sao chị? Trị hết đó cưng. Trị hết cho cưng 100% luôn.
đau hông, dở con mắt đau nhớ rồi. Đau hông, đau hông. Hơi tê tê. Được phân nửa rồi nha. Mình đang sử dụng công nghệ laser siêu high functional để thực hiện cho ca này nha quý vị. Đẹp 100% không để lại tì vết. Hàng chục ngàn ca đã sử dụng, đã đến đây áp dụng phương pháp kỹ thuật này và đẹp trên cả hàng ngàn ca đó ha. Không có ai bị vấn đề gì nha cả nhà nha. Đặc biệt không đau nè, không sưng nè, không có một giọt máu nào rớt ra nè. Lành 100% không để lại sẹo nè.
cái vết này là vết cưng không hết nha, bắn chơi thôi chứ vết này không hết nha. Rồi đó chị. Ừ. Nhưng chị vẫn bắn cho em nhưng mà chắc chắn là không hết ha. Nó sao thì nó giống như một cùi cơ địa mình, nó giống như trong máu này, nó không có hết được đâu, nó sâu mà nó xanh luôn. Biết đâu một phép lạ xảy đến xảy ra. Mình chị nó không hết mà nó hết. Em không có trách chị. Tính ra em có thời chứ người ta không mở ra, người ta bán đâu có đắt đâu, mà em mở ra bán đắt như vậy. Trà sữa nhà nấu hả? Vậy hả? Ừ. Nhớ mới này mà 5 năm vậy hả? Em thuê nhà mấy trường học á. À, là lúc đó mình đó phải không? Ừ. Rồi sao mình về về nhà mình? Dạ. Khỏe, nhà mình là lúc nào cũng sướng hơn cơ. Giờ mấy thứ mà thuê nhà nhanh tới tháng đó. Chứ mấy chị ở trên đường số 2 đâu có chị. Không. Chị hiểu tâm lý đó, ai mà thuê nhà chị sướng, chị ít khi lên giá mà chị thoải mái lắm. Để người ta có cảm giác giống như nhà thằng nhà của người ta, phải không? Nhà của người ta để người ta thoải mái tư tưởng. Người ta làm có tiền người ta mới thuê mình bền được. Chị cũng ít thôi, không có nhiều, đủ để dưỡng già thôi, chứ không có nhiều. Một này sẽ ra mà đó, đúng không? Ừ. Hết tê rồi đó. Ủa, không có tê, chỗ này không có tê. Còn cái chỗ quan trọng nhất nè. Máy sắp hết pin rồi. Cho cả nhà xem một lượt đi rồi mình xin dừng lại tại đây, bởi vì máy đã hết pin thì sợ không kịp. Hello ông Trung. Sắp hết rồi chị ơi. À, bữa nào lên đây tôi xóa cho. Bây giờ ở dưới mình mưa nhiều hơn vẫn vui vẻ chứ. Có lên nhà anh Ngôn không? À, xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Mình quay ra toàn diện cho cả nhà xem ca nốt ruồi mình vừa bắn đây. Ca này hết mặt là 3 triệu, giảm còn 1 triệu nha cả nhà. Đang giảm giá từ nay cho đến hết ngày 5 tháng 5 ha. Máy mình sắp hết pin rồi cho nên mình phải tạm ngưng tại đây để thôi, hết pin là sẽ không đăng tải được. Các bạn khác không thể xem được. Đây sau khi bắn xong thì nó có hơi vết như này, như thế này đây. Từ 3 đến 7 ngày sẽ khô mài là sẽ bong ra. Rồi mình dưỡng thêm một ít nữa là sẽ đẹp 100%, không để lại tì vết, không để lại sẹo luôn cả nhà ha. Cô Thắm đã làm tại đây 20 năm rồi, thì khách hàng làm hàng tỷ người đều là chấp nhận được hết, không có một ca nào phàn nàn gì hết. Cho nên là bạn này cũng vậy, bạn gái này thì cũng đã nhìn thấy khách hàng đẹp rồi mới đến làm ha cả nhà ha. Xin cảm ơn cả nhà theo dõi nha, xin chào ha.